Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Bà Rịa Vũng Tàu chi 670 tỷ giải phóng mặt bằng làm cao tốc. Địa phương sẽ chi 670 tỷ đồng trong tổng số 1.333 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đoạn 19,5 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa phận tỉnh này. Nội dung được thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12 tháng 4. Động thái của tỉnh đưa ra sau khi dự án tuyến đường được Thủ tướng chấp thuận đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, dài 53,7 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng, dự kiến khởi công đầu năm sau và hoàn thành năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chia cao tốc thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 và 2 dài 34,2 km thực hiện tại Đồng Nai với tổng kinh phí 12.647 tỷ đồng. Đoạn còn lại thực hiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 5.190 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 1.333 tỷ đồng. Địa phương cam kết bố trí 50% vốn từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để cùng tham gia dù ngân sách đang gặp khó khăn do tỷ lệ điều tiết giảm từ 64% xuống 56%. Liên quan công tác giải phóng mặt bằng cao tốc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai mới đây dự kiến thu hồi 373 ha đất, bố trí tái định cư hơn 2.000 hộ dân ở những nơi dự án đi qua. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong ba dự án cao tốc được chính phủ đưa vào danh mục thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu vận tải cấp bách của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ chia sẻ lưu lượng xe với quốc lộ 51, góp phần kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.